Đấy, đồ ăn là phải như thế, tươi như đồ quê, ăn vào cảm nhận được hương vị của quê hương. Không được, như vậy là thiên vị. Đồ ăn cần dứt giả nên từ dưới quê lên. Còn hắn, hắn suốt ngày đông chơi thì làm sao mà đồ ăn có thể tươi như đồ quê được. Người nói ta mới để ý, có gì gian dối phải không Thủy Tinh? Dạ thưa vua Hùng, đồ ăn của Sơn Tinh mang từ quê lên đường xa xa xôi thì làm sao mà tươi được, đúng không ạ? Mà không tươi thì đồng nghĩa với việc là không ngon. Còn thần đây bận rộn quá mà, bao nhiêu chuyện cần phải làm, thời gian đâu mà về quê để kiếm những món ngon vật lạ, đúng không ạ? Bởi vì sao? Thần chỉ cần đến với Lotte Mart, món gì cũng có, tươi như đồ quê, ăn vào thích mê. Lotte Mart còn có dịch vụ giao hàng tại nhà, thiệt nhanh, thiệt gọn, thiệt tiện lợi. Như vậy là ăn gian, giận nấu người. Ta đâu có nói là ngươi phải về tận quê lấy, ta chỉ muốn món ngon của quê hương nhà ngươi. Chấp nhận thua đi Sơn Tinh,